tính ra cái vỏ kia nó cái áo của nó cũng cứng như thế này, vật vậy mà nó không bị lứt. Ui giời, nó bay rồi. Này điện này xăng. Xăng à? 50 đẹp nhiều xinh. Ông cầm điện thoại lên giùm con, nói nó bỏ lên điện thoại của ông bây giờ. Đó, rơi vào người ngứa lắm. Quay lại, nó thấy điện thoại nó quay lại. Kiếm chỗ trốn. Con này nếu mà nó ngứa chỉ còn cách nó là gì không? Giết nó ra lấy cái ruột nó bôi lên. Bỏ nhanh dưới thôi. Trong nghệ động vật không hành. Con như thế này mà tạo kén rồi thành bướm được. Có chỗ trốn được rồi, nó nằm im re luôn à.